Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Vua Đèn LED 0979 840 890. Hôm nay mình làm clip test ánh sáng của bóng xi nhan LED T20 trên xe Honda City 2021. Trước màn hình các bạn đang xem, đây là phiên bản Honda City 2021. Thì đối với xe City này thì hãng đã trang bị đèn trước là đèn LED theo xe, và đèn xi nhan cũng là đèn LED theo xe phía trước. Nhưng mà phía sau thì đèn xi nhan vẫn còn là đèn halogen. Thì khách hàng đã ghé shop mình để lắp một cặp xi nhan phía sau chân T20 loại chân dẹp. Đây là hình ảnh thật của bóng xi nhan LED T20 trên xe Honda City 2021. Đây là bóng đèn xi nhan LED. Thì đối với từng xe thì nó có cái loại bóng là bóng T20 hoặc là bóng này là bóng loại chân tròn. Thì tùy xe thì mình có đầy đủ bóng loại chân tròn hoặc là chân dẹp, bóng màu trắng hoặc là màu vàng cam zin theo xe giống như các bạn đang xem. Cái bóng này thì khách hàng đã thay bóng xi nhan LED. Thì xe này thì chỉ cần thay một cặp xi nhan LED phía sau nữa là có thể nói là full LED. Tất cả các bóng hiện tại bây giờ đã là bóng LED. Bật bên trái giùm anh đi. Rồi, ok, bật 4 xi nhan luôn. Rồi, khi các bạn thay bóng xi nhan LED này thì chỉ cần thay bóng, không cần phải thay cục chớp hoặc là can thiệp bất kỳ thứ gì ở trên hệ thống điện của mình. Vì lý do là bóng này đã có sẵn LED can burst. Ngoài ra thì bóng này là công suất 21W, cùng công suất với bóng zin theo xe, cho nên chúng ta không cần can thiệp bất kỳ thứ gì ở trong phần điện của xe. Lắp vào như zin 100% và tuổi thọ bóng cực kỳ cao. Bóng này là loại bóng LED có tản nhiệt bằng nhôm. Đây, thân đèn là thân đèn bằng nhôm cho nên nó tản nhiệt ra bằng thân đèn. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta bật hazard hoặc là chúng ta bật xi nhan trong khoảng thời gian dài 5-10 phút hoặc là nửa tiếng thì sẽ không có ảnh hưởng đến việc mà tuổi thọ của bóng đèn ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là xe Honda City 2021. Đèn trước đã trang bị đèn LED theo xe và đèn xi nhan cũng là đèn LED, nhưng cặp xi nhan sau thì vẫn xài bóng halogen, cho nên khi mà chúng ta thay cặp xi nhan sau nữa là xe này đã lên full LED. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Các bạn đừng quên subscribe và nhấn vào nút cái chuông. Khi nào có các clip mới thì các bạn là những người đầu tiên được xem. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.